A7 đường sắt Đông Phen Hao Phen. Nơi đây có hai điểm tham quan nổi tiếng là đường hàng lan xanh xe đạp Đông Phen và đường sắt Hao Phen. Đường sắt Hao Phen đi qua hầm số 9, cầu thép Hulian và nhà máy rượu tại làng đường sắt, nơi bạn có thể thưởng ngoạn phong cảnh ven sông Daria với cảnh sắc tuyệt vời. Đường dành cho xe đạp kết nối với hành lang xanh xe đạp Đông Phen để dài khoảng 13 km, tạo thành một tuyến đường xe đạp với tổng chiều dài 19 km hành lang xanh xe đạp đông phen để được cải tạo từ tuyến đường sắt bỏ hoang là một lối đi dành riêng cho xe đạp không có sự can thiệp của xe cộ mang đến nhiều niềm vui cho những người đam mê đạp xe mỗi đoạn đường đều có những đặc trưng cảnh quan khác nhau và phong cảnh tươi sáng cho phép bạn thoải mái tận hưởng niềm vui đạp xe hãy cùng nhau tham gia một chuyến du lịch xe đạp thú vị và thư giãn nhé